Vào rạng sáng nay, đội tuyển Tây Ban Nha đã có cuộc tiếp đón đảo Faro trên sân nhà Estadio El Molinón trong khuôn khổ vòng loại Euro 2020. Như thường lệ, Botot lại có một trận đấu áp đảo đối thủ. Với thế trận lấn lướt, La Roja dễ dàng lấy 3 điểm với hai cú đúp đến từ Rodrigo Moreno và Paco Alcácer, qua đó độc chiếm ngôi đầu bảng F với 6 trận thắng tuyệt đối. Cũng trong khuôn khổ này, Italia có chuyến làm khách đến sân của Phần Lan. Đội bóng của Roberto Mancini đã phải gặp ít nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự kiên cố của đối thủ. Sau 45 phút đầu mà không có bàn thắng nào được ghi, mãi đến sang hiệp 2, Azzurri mới có thể khai thông bế tắc. Những bàn thắng đến lần lượt từ cú đánh đầu của Ciro Immobile, pha nổ súng trên chấm 11m của Jorginho. Phần Lan khiêm tốn hơn với một bàn danh dự của tiền đạo đang chờ cho Norwich, Pukki. Chung cuộc, Italia giành chiến thắng tối thiểu 2-1 và cũng có được 18 điểm tuyệt đối sau 6 lượt trận. Theo thông tin mới nhất mà The Star on Sunday vừa đăng tải, Paul Pogba không thể đến Real Madrid vào mùa hè 2019 là vì Adidas, hãng sản xuất đồ thể thao khổng lồ của Đức, đã đóng vai trò hòa giải giữa tiền vệ người Pháp. Người đại diện của anh là Mino Raiola và Manchester United trong kỳ chuyển nhượng hè vừa qua. Adidas là nhà tài trợ áo đấu cho Manchester United và cũng có hợp đồng tài trợ với cầu thủ 26 tuổi. Do đó, hãng sản xuất thể thao của Đức tin rằng việc Pogba ở lại sẽ giúp ích rất nhiều cho các bên về thương mại. Hiện tại, hợp đồng giữa Pogba với Man United chỉ còn thời hạn đến năm 2021. Mặc dù ban lãnh đạo Quỷ Đỏ vẫn đang ra sức thuyết phục tiền vệ sinh năm 93 gia hạn hợp đồng, nhưng vẫn chưa nhận được cái gật đầu của Pogba. Theo tờ AS, tân binh Luka Jovic đang dính chấn thương ở trận Serbia để thua Bồ Đào Nha, mặc dù anh vào sân khi trận đấu đã ở phút 87. Liên đoàn bóng đá Serbia cũng đã xác nhận tiền đạo 21 tuổi không thể cùng đội tuyển quốc gia dự trận đấu với Luxembourg vào ngày 11 tháng 9, nhưng không thông báo cụ thể tình trạng chấn thương của Luka Jovic. Đã được xem là hung tin với huấn luyện viên Zidane khi mà bối cảnh lực lượng Real Madrid chịu tổn thất lớn do hàng loạt những chấn thương xảy đến với các cầu thủ từ đầu mùa. Sau thất bại 2-4 của Đức trước Hà Lan, thủ môn Manuel Neuer nhận được rất nhiều cơ hội của phóng viên và thời điểm giả từ bóng đá. Trả lời trên Welthang Sontag, thủ thành sinh năm 86 khẳng định bản thân sẽ giải nghề nếu như Bayern Munich và đội tuyển Đức không còn cần anh nữa. Khi cảm thấy mình không còn cần thiết, thật khó để thức dậy và tự thúc đẩy bản thân. Manuel Neuer chia sẻ, anh vẫn còn cảm thấy khó chịu vì những điều không thể giải quyết trong 9 hay 10 năm trước và vẫn vui vẻ vì những thứ mình làm được. Tham vọng tích cực đó là điều khiến Neuer tự tin sự nghiệp anh vẫn còn có thể kéo dài. Neuer đã có mùa giải thứ 9 trong mùa áo hồng xám. Thủ môn người Đức giành tổng cộng 18 danh hiệu lớn nhỏ cùng câu lạc bộ xứ Bavaria, nổi bật phải là 7 đi bạc Bundesliga và 1 chiếc vô địch Champions League. Ở trận Pháp đánh bại Armani 4-1, Antoine Griezmann đã sút không thành công một quả penalty vào phút 36. Lý giải nguyên nhân đá hỏng, Griezmann hài hước đổ lỗi cho vợ mình. Tôi cũng không biết nữa, tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Như tôi đã nói, có lẽ là do vợ tôi không đến xem tôi đá trận này. Bạn biết đó, tôi rất năng động, nhưng tôi không thể lúc nào cũng ghi bàn. Quá tệ, tôi phải tập luyện nhiều hơn nữa. Tân binh của Barcelona hài hước chia sẻ. Mặc dù Antoine Griezmann đã học penalty, nhưng điều này không ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc của đội tuyển Pháp. Vào ngày 11 tháng 9 tới đây, nhà đương kim vô địch thế giới sẽ có cuộc tiếp đón Andorra. Vào ngày hôm qua, Cristiano Ronaldo đã cùng đội tuyển Bồ Đào Nha hành quân đến Serbia trong chuyến làm khách với đối thủ này ở vòng loại Euro 2020. Sau trận đấu, Nemanja Matic đã đưa hai con trai của một người bạn đến đường hầm sân vận động để xin chữ ký và chụp ảnh với Ronaldo. Hay tin cha con Matic đang chờ mình, Ronaldo đã nhanh chóng rời phòng thay đồ để ra gặp mặt. Đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha đã vui vẻ trò chuyện, ký tặng, chụp ảnh và tặng hai người con của tiền vệ Manchester United chiếc áo mà ngôi sao người Bồ Đào Nha đã mặc trong trận thắng Serbia. Vào chiều ngày hôm qua, U22 Việt Nam đã đánh bại U22 Trung Quốc của huấn luyện viên Gus Hiddink với tỷ số 2-0 ngay trên sân khách. Đây được xem là bước giải đấu hoàn hảo của U22 Việt Nam trước thêm các giải đấu lớn sắp tới. Trong cuộc trả lời phỏng vấn sau trận đấu, huấn luyện viên Park Hang-seo tỏ ra khiêm tốn cho rằng: "Tôi cảm thấy hài lòng với màn trình diễn của các học trò, nhưng chiến thắng này không nói lên nhiều điều. Đây chỉ là một trận đấu giao hữu và U22 Trung Quốc cũng không có được lực lượng mạnh nhất. U22 Trung Quốc được Gus Hiddink dẫn dắt nên họ sẽ còn tiến bộ và chắc chắn sẽ là một đối thủ mạnh tại vòng chung kết U23 châu Á. Sau trận đấu với U22 Trung Quốc, các cầu thủ Việt Nam sẽ trở về nước thi đấu cùng các câu lạc bộ. Sau đó, toàn đội sẽ tập trung trở lại vào tháng 10 để chuẩn bị cho SEA Games 30 và vòng chung kết U23 châu Á 2020.
do it.